tôi còn một việc phải tuyên bố. Chính là buổi giao lưu của tháng sau, chọn người trong đội cơ động đi dự đã có quyết định. Tây Cửu Long của chúng ta cũng có người được vào vòng. Linh Linh là cô đó. Dạ sư. Chúng tôi đã quan sát biểu hiện ngày thường của cô, cộng thêm hành động lần này có biểu hiện xuất sắc, cho nên đã chọn cô. Tôi mong cô nhân cơ hội này có thể học hỏi thêm kinh nghiệm, sau này vì trị an của Hồng Kông mà cống hiến nhiều hơn. Thank you, sir. Chẳng lên. Bữa ăn đêm nay, ngoài việc ăn mừng Linh Linh được toại nguyện có thể đại diện đội cơ động tham dự buổi giao lưu ra, còn mừng Bách Kiều khỏe mạnh về đội nữa. Nè, hai người chính là nhân vật chính đêm nay, hay là vậy đi, nói vài câu với mọi người đi chứ. Mời cô lên nói trước đi. Đúng. Không biết nói gì nữa. Mắc cỡ gì chứ, nói vài câu đi. Nói đại nha. Hôm nay tôi rất là vui là vì tôi có thể thay mặt đội cảnh sát Hồng Kông đi tham dự buổi giao lưu. Nguyên do làm cho tôi cảm động hơn là có được sự ủng hộ và cổ vũ của mọi người. Cho nên tôi xin hứa với mọi người nhất định sẽ cố gắng hết sức mình làm thật tốt, để tất cả mọi người đều biết tinh thần đoàn kết của cảnh sát Hồng Kông chúng ta. Hay quá. Hôm nay là ngày vui nhất của tôi. Cô ấy ăn nói lanh lẹ hơn trước. Bách Kiều, tin lời cô nói đó. Nè, tôi thì cảm thấy ngoài việc phải thể nghiệm tinh thần đoàn kết của đội ta ra, bây giờ điều quan trọng nhất là chúng ta ăn nhanh lên. Bách Kiều, lỗ tai của cậu đã khỏi hẳn chưa? Không có gì, thỉnh thoảng tôi chỉ bị ù tai thôi. Sau này chắc sẽ không còn nữa đâu, anh yên tâm đi. Chà, tiếng súng trên 130 decibel, lỗ tai cậu có bị điếc, gọi là rất may mắn đó. Chính rồi bà xã, có chừng hỏng đó. Wow, hai đứa đã cần tình tứ vậy chứ. Thế nào, ganh tị hả? Ganh tị thì đi tìm bạn gái đến đây đi, giống như họ tôi vậy. Tôi cũng muốn vậy, nhưng đâu có kiếm được. Mẹ em quen biết rất nhiều người, giới thiệu cô gái cho anh quen nha. Thôi đừng đi, những kiểu con mắt xấu hổ lắm. Thôi đừng mà. Dạ, chú Tuyền, mặt đỏ hết rồi. Đừng chọc tôi mà. Anh mang Linh Linh đi dự hội giao lưu và một mình anh ở lại Hồng Kông hả? Không rồi, tôi tính đi cùng Linh đó. Cô ấy lớn từ này rồi, chưa từng một mình ra ngoài, tính tình rất lơ đãng. Tôi không yên tâm, tôi quyết định sẽ đi cùng cô ấy. Khiến người ta ngưỡng mộ quá, làm cho tôi nhớ tới ba đam. Tôi buồn quá. Sếp khúc mà sếp buồn hả? Tôi giới thiệu Lulu cho sếp nha, Lulu nhõng nhẽo lắm đó. Rất xứng với sếp nha, Lulu là con chó cái. Câm miệng đi, ngồi, đưa tay ra. Sao bà xã, em không được khỏe hả? Không có gì, có thể gì vui mừng quá, không sao đâu. Phải rồi Linh Linh à, dạo này cô thường vậy mà. Kêu đi khám bệnh mà không chịu đi. Em không có gì, đâu cần khám bệnh chứ. Cô coi như là giúp đỡ bác sĩ đi khám bệnh có được không? Cô xem mạnh băng lo lắng cho cô kìa. Phải đó, suy nghĩ một ngày kiểm tra sức khỏe đi. Đúng là phải đi kiểm tra sức khỏe rồi. Được rồi, mọi người cứ ăn đi, tự nhiên ăn đi. Đã kiểm tra rồi, đang chờ kết quả. Đâu có buồn, em đang xem tư liệu của buổi giao lưu mà. Em biết rồi, lát nữa có kết quả em sẽ tìm anh. Lát nữa gặp nha, bye bye. Bà Quát, đến phiên bà. Cảm ơn cô. Bác sĩ à, báo cáo của tôi sao rồi, không sao chứ? Xin chúc mừng, bà đã có em bé. Tôi có mang. Đúng vậy, rất có thể bà có mang lần đầu nên không để ý những triệu chứng chóng mặt và ói mửa. Thật ra thì đây đều là trạng thái lúc đầu của bà bầu. Nè, bác sĩ nói sao rồi? Bác sĩ nói sức khỏe của em không có sao hết. Vậy tại sao thường xuyên chóng mặt vậy? Em chỉ hơi mệt thôi, buổi giao lưu sắp tới làm em hơi căng thẳng. Đừng căng thẳng mà, đâu phải là trẻ con đâu. Được rồi. Phải rồi, dạo này công việc buôn bán ở trong tiệm sao rồi anh? Cũng khá lắm đó. Nè, anh tính toán hết rồi, nếu chủ nhà không tăng tiền nhà thì nội trong một năm mình có thể hoàn vốn. Một năm, lâu vậy sao? Một năm đâu phải là lâu đâu, chúng ta đã giao hẹn dùng 3 năm để tạo dựng cơ sở mà. Anh sẽ cố gắng kinh doanh tốt cửa tiệm này. Còn em ấy chịu trách nhiệm làm cảnh sát tốt. Còn nữa nha, bây giờ em đã có thể thay mặt đi tham dự buổi giao lưu rồi. Em có biết cơ hội lần này sẽ có ích cho chuyện thăng chức không? Vậy cũng phải. Huống chi em cũng phải trân trọng cơ hội lần này. Với lại anh cũng nói là phải có kinh tế trước rồi mới có em bé mà. Thì đương nhiên rồi, anh coi truyền hình cũng đã nói, nuôi một đứa con á tới mấy triệu bạc lần đó. Không có cơ sở kinh tế làm sao nuôi con được. Nếu có em bé sớm, có phải là sẽ hư kế hoạch của anh hết không? Em muốn sớm có con hả? Em nói vậy thôi. Nè, hay là vậy, nếu cửa tiệm năm thứ nhất thu được vốn rồi, năm thứ hai bắt đầu có lãi, nếu em sớm được thăng chức, sớm có con cũng không phải là không được đâu. Nhưng mà nhanh nhất cũng phải là 2 năm sau, đúng không? Anh nói cũng có lý. Chúng ta chưa có cơ sở sự nghiệp nên cố hết sức mà làm. Chúng ta đi thôi. Đi đâu vậy?
Tháng sau em đi dự buổi giao lưu, đương nhiên là dẫn em đi sắm đồ. Nếu không đến lúc đó em rối tung lên hết đó. Anh Thành ơi, có chuyện tiền giùm tôi nha. Mình đi. Các ông các bà xin hãy yên lặng, ngồi xuống chờ. Nhân viên làm việc sẽ nhanh chóng đưa nước cho các ông bà. Lát nữa đây sẽ phát thẻ cho mọi người. Sau khi lấy thẻ rồi, buổi trưa có thể trở lại lấy gạo. Ai cũng có phần mà. Cô gái à, buổi trưa trở lại có khi nào không lấy được gạo không? Yên tâm đi, nhất định có gạo mà. Cảm ơn cô. Đến chỗ này phạt đứng cũng không có chuyện gì xảy ra. Không phải đâu, tôi cảm thấy rất vui. Tôi ở Mỹ chưa từng thấy cảnh tượng như vậy. Bà kia, tại sao chen ngang? Ra phía sau xếp hàng đi. Bà mất đuôi hả? Có ai thấy tôi chen ngang chứ? Đi vệ sinh về không được sao? Có phải không cho đi vệ sinh không? Được rồi. Hai bà đừng cãi nhau nữa. Để đừng cãi nhau nữa bà. Rồi sao? Làm gì chen ngang? Xếp hàng đi chứ. Có chuyện gì vậy? Có chuyện gì? Không có. Câu các bạn đã xếp hàng, có người nói chen ngang, khuyên hoài mà khuyên không được, không biết làm sao nữa. Được rồi, lập tức tách họ ra. Yes sir. Trời ơi. Vậy bà muốn cái gì hả? Bà muốn gì đó nói rồi. Lùi lại phía sau. Rồi, cảnh sát sắp xếp. Đừng cãi nhau nữa. Đừng cãi nhau nữa có được không? Mọi người bình tĩnh, tôi đang từ từ đói mà. Sếp à, bà ấy chen ngang, đuổi bà ấy đi. Thưa các ông các bà, hãy cho tôi đói đi. Dạo thì... Rồi sao? Hàng bây giờ mà. Trời ơi, chen ngang vậy. Đây, cô có sao không vậy? Chóng mặt. Cô gọi xe cấp cứu. Yes, sir. Chú Tuyền. Cậu Bằng. Lên đâu rồi? Không cần hoảng hốt quá, đang ở trong kia kiểm tra. Có thể trời nóng nực quá trúng nắng thôi, không sao đâu. Bây giờ cô phải giảm bớt những công việc quá hao tổn thể lực, nếu không sẽ có ảnh hưởng xấu cho cô và em bé đó. Em bé? Em có em bé rồi hả? Phải rồi, tôi xin nhắc thêm, cô nhớ đến chỗ bác sĩ phụ khoa cô đã khám để kiểm tra kỹ hơn nữa. Cảm ơn cô. Bye. Cảm ơn cô. Em biết có thai từ trước rồi. Chuyện lớn như vậy tại sao không nói cho anh biết? Em cũng mới biết đây thôi. Em định dự buổi giao lưu xong rồi mới nói với anh. Nếu trong mấy ngày tới xảy ra chuyện gì thì lúc đó tính làm sao? Trước đó anh nói chưa muốn có em bé mà. Em tưởng anh không muốn có. Đó là trước kia. Bây giờ em có bầu rồi thì khác chứ. Không phải em định bỏ con? Em không có, em chưa nghĩ như vậy. Nè, hai cô cậu đừng cãi nhau nữa. Cậu cũng thiệt là, Linh đâu có sao đâu. Em bé cũng không sao. Được, quay về nhà nghỉ ngơi là được rồi. Mọi lần... đó nè, trời nóng nực dễ nổi giận lắm. Đưa Linh về nhà trước đi. Nếu anh không vừa ý em, như vậy em về nhà mẹ ở, anh đừng phiền em nữa. Linh à, sao vậy? Linh à. Nè, cậu làm gì vậy? Mau dỗ vợ đi. Chuyện lớn như vậy mà cô ấy không cho tôi biết. Cô ấy đâu có coi tôi là ông xã của cậu. Nè, Phong à, mấy người khuyên một người, người được khuyên là không chịu lên tiếng làm gì vậy? Đừng nhiều chuyện quá mà chú Mãn. Là chuyện nhà của người ta đó. Ừ. Nè, sếp Trường. Anh Phong, anh tới rất đúng lúc. Ba chúng tôi đều không khuyên được cậu ấy đó. Sếp Trường đừng có nói nữa, tôi không nghe đâu. Không phải tôi tới khuyên cậu. Nè, sếp đến đây làm gì vậy? Đương nhiên là tới ủng hộ ban. Thật sự vô lý, có em bé rồi cũng không cho ông xã biết. Nếu là tôi cũng sẽ tức giận đó. Anh đừng đổ thêm vào lửa nữa. Nghe rồi chứ, sếp Trường cũng nói là Linh sai mà. Không lý nào tôi đi năn nỉ cậu trở về chứ. Đừng bao giờ làm vậy. Hôm nay gạt được cậu, sau này sẽ gạt cậu nữa. Chuyện như vậy đàn ông sao chịu được chứ. Ban à, tôi đã giúp cậu lấy sẵn danh thiếp đây. Làm gì vậy? Luật sư. Đương nhiên, ly hôn không tìm luật sư chẳng lẽ đi tìm kỹ sư sao? Giá cả phải chăng lắm, do tôi tìm nhất định giá rẻ hơn. Anh Phong mà, không phải chứ. Thà dạy người đánh con không dạy người ta bỏ vợ mà. Đúng vậy đó. Cậu nghĩ kỹ chưa? Kết hôn là cả đời, ly hôn cũng là cả đời đó. Thật ra cậu muốn gì đây? Thật ra tôi không nghĩ tới ly hôn đâu. Tại tôi giận cô ấy giấu tôi thôi mà. Vậy là được rồi. Cậu giận cô ấy giấu cậu phải không? Vậy cậu có hiểu rõ tại sao cô ấy giấu cậu không? Cậu có quan tâm cô ấy, hỏi thăm xem cô ấy có gì không? Thật ra cô ấy giấu cậu trong lòng cậu cũng không có vui. Cậu có an ủi cổ không? Bạn à,
là vợ chồng với nhau quan trọng nhất là thông cảm và bao dung, đừng bao giờ chuyện nhỏ xé ra to. Nên hai cô cậu đều rất lo cho nhau. Trên đời này không có chuyện gì mà không thể giải quyết được. Hai vợ chồng có vấn đề gì cũng được, cứ đưa ra bàn bạc. Còn không nữa thì lùi một bước trời đất bao la. Nếu hai người đều không chịu nhượng bộ, làm sao mà sống tới bàn đầu được. Tôi đúng là khờ quá. Sếp Lương, cảm ơn sếp. Tôi biết làm sao rồi. Biết làm sao còn ngồi ở đây? Còn không mau đi làm đi. Cảm ơn tất cả mọi người. Tôi đi nha. Đi nhanh lên đi. Cửa bên kia kìa. Anh giỏi lắm đó. Giỏi cái gì chứ? Gọi thức uống đi.